Và em cũng xin chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây là học thanh nhạc rất là khó. Và bước đầu tiên học thanh nhạc đó chính là chúng ta phải học cách để mở khẩu hình ạ. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chúng ta hãy đến với thí sinh đầu tiên. Dạ vâng, em xin kính chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và cô Kiến Huy ạ. Chào bạn. Dạ vâng, em xin hát một bài, một đoạn được không ạ? Được. Rồi, mời. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa hồng anh. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Anh ạ. Dạ. Anh gặp em ở đâu chưa nhờ? Dạ thực ra là em mới ở bên bển mới về. Dạ em ở bên Nhật ạ. Em hát bài Hoa Anh Đào là em mới ở bên Nhật về. Em ở Nhật Nhật Tảo mới về. Em bắt xe ôm đi sang bên đây luôn đấy anh ạ. Tốt, thế là tốt. Dạ vâng. Thôi mình đi đi. Dạ vâng. Thực ra là em cũng vẫn hơi run một tí ạ. Em run cho bằng anh đang lạnh luôn. Vâng. Vừa nãy anh Trấn Thành có nói là nhìn em quen quen. Gặp một chương trình nào chưa nhờ? Dạ không, không biết là anh Trường Giang có nhớ em không ạ? Không. Thực ra là em cũng đã gặp anh Trường Giang ở một cái chương trình gọi là ca hát ấy ạ. Thì là lúc đấy là một chương trình ở quê của anh. Thì là lúc đấy em trong vai trò là người đi hát ở đấy, còn anh diễn hài. À, rồi thi đi. Ừ. Vâng, còn anh Trấn Thành không biết là anh đã quên em chưa ạ? Không biết là anh đã quen em chưa? Quên đấy. Không, thì hỏi ngược lại đấy. Không biết là anh đã quen em chưa? Anh ơi, anh có nhớ chuyện tình bụi chuối không anh? Em ra bụi tre thi đi nhé. Vào. Dạ vâng. Và anh Huy ơi, anh cười gì thế anh? Thực ra là cái phần thi của em sẽ giới thiệu trước một tí. Xong khi nào mà em nói là 60 giây bắt đầu thì là anh bấm cho em nhé. Em muốn nói, em muốn ra lệnh cái gì cũng được hết trơn hết rồi. Em quyền lực lắm. À quên, em xin giới thiệu về cái nghề nghiệp của em ạ. Dạ là em hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội. Và em cũng là ca sĩ tự do. Và em cũng mới mở thêm một shop quần áo ở tại Hà Nội nữa ạ. Dạ mong anh chị khi nào ghé Hà Nội qua shop của em ủng hộ em ạ. Dạ. Quảng cáo hơi phô. Đây em chuẩn bị thi rồi anh nhá. Anh chuẩn bị đặt tay anh nhá. Em nói như thế này có anh có nghe rõ không ạ? Rất rõ từng chữ một. Nghe cả hơi thở của em đấy. Dạ nghe rõ tận tâm can nào. Rõ rõ như từng cái viên bi trên áo em. Chấm bi ạ? Chấm bi. Diện đi chấm bi. Dạ vâng, thực ra là để em... không, em đang chuẩn bị diễn đấy, không phải là em nói đâu. Anh nói gì đâu, em cứ diễn. Không được nói cái gì, em cứ nói đi, thoải mái đi nào. Vâng, để mà hiện tại để em trở thành được ca sĩ thì là em cũng đã phải trải qua rất là nhiều năm tháng mà học tập và rèn luyện. Vâng, và em đã trải qua đến 4 năm học thanh nhạc ạ. Và em cũng xin chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây là học thanh nhạc rất là khó. Và bước đầu tiên học thanh nhạc đó chính là chúng ta phải học cách để mở khẩu hình ạ. Dạ vâng. Vâng, 60 giây bắt đầu ạ. Thời gian bắt đầu. Vâng, để mở khẩu hình chúng ta phải luyện tập cơ mồm của mình làm sao cho dẻo, cho dai và cho nhuần nhuyễn ạ. Dạ vâng, chúng ta luyện như thế này ạ. Eo sợ thế. Giống mấy con quái vật trong phim Hollywood á. Giống như Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng ta này. Anh cười rồi đúng không anh? Cười rồi đúng không ạ? Em cứ nghĩ Quy xem hại. Em hại Trấn Thành hoài Quy. Đêm đã khuya rồi.
em đang phải... bình thường cứu anh ơi, anh ơi, từ từ cho em hỏi một tí là lúc vừa nãy em đứng ở đây em không quay lại thì lúc mà em luyện cơ mồm thì là anh ấy làm gì ạ? À? Không biết làm gì, em chỉ cần biết nó làm cho Thắng Thành người cười rồi đó. Là cái người có duyên, người ta nói gì cũng có duyên mà công nhận, em hiểu không? Em thấy ghê thiệt. Quy nó nói giống thiệt, anh nhìn thấy anh cũng điên, tôi nó giống thiệt. Thấy ghê luôn thiệt á. Quy nói gì? Quy nói gì Quy? Em là con gái mà em làm cái gì thấy ghê vậy? Em cứ nghĩ bây giờ trời cũng không còn sáng nữa mà cứ một cô gái áo đỏ cứ chậm chậm. Rồi hồi nãy thằng quỷ giang nói là tôi muốn chết rồi, tại vì hiểu không, nó giống thiệt. Ê, em thương, mấy bữa tôi mới đi coi cái phim gì Con Nàng Tiên Cá đó. Có mấy người có coi không? Mới chiếu rạp gần đây nè, Con Nàng Tiên Cá. Rồi cái trời ơi, trời ơi, cái gì vậy em? Con gái mà trời. Quên. Tôi gái trời ơi, cái ông nội nào mà là bồ em lúc hôn mà em làm vậy hơn, không biết sao không còn tâm lý gì mà không hôn. Vậy có thi nữa không? Vừa nãy anh Trấn Thành nói là có bồ của em đấy, mà anh không biết là hôm trước anh có mai mối cho em đấy. À anh nhớ rồi, nhờ em nhắc anh mới nhớ, anh gặp em ở một chương trình mai mối rồi đúng không? Thực ra là nó cũng chỉ cách đây có mấy ngày. Rồi, ok. Đấy anh, bây giờ anh nhớ ra chuyện tình bụi chuối chưa? Nhớ rồi, anh nhớ rồi. Lúc đó anh thấy em duyên dáng hơn như thế này nhiều nha. Tại bây giờ em run đấy anh phải... Em phải bình thường. Thật ra người phụ nữ duyên nhất là khi mình bình thường. Nói chuyện y như là cái hôm trước em ngồi với anh. Rất duyên, dễ thương, nhẹ nhàng. Việc gì phải đục phải khoách. Sợ quá, trông rất sợ, thật. Mà không thấy cảnh em ngồi trên đây em nhìn xuống dưới đâu. Tóc xả dài dài nữa. Em trông em sợ lắm ấy. Bây giờ là may mắn được 2 triệu rồi đấy. Em phải quay sang cảm ơn anh Ngô Kiến Huy đi. Em cảm ơn anh ạ. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Vừa rồi là một tiết mục đập tan hết bầu không khí dễ thương và vui nhộn chúng tôi. Một tiết mục đậm chất kinh dị. Bây giờ em hãy suy nghĩ thật kỹ. Vòng 2 của em là 10 triệu lận. Nhưng mà nếu mà em thất bại mất 2 triệu thì tiếp hay ngừng lại ạ? Anh ơi, tại vì là em cũng có đặt vé máy bay phải từ tiếp. Hà Nội vào đây ấy. Phải tiếp. Thì là mình tới luôn đi anh. Chính xác là thế. Chơi. Vâng, để em xin phép lấy đạo cụ ạ. Ừ, xin mời bạn. Nhẹ nhàng thôi em nhá. Không việc gì phải ngoáy nhá. Ừ, trái đu đủ. Trái đu đủ. Rồi, chị nào bắt đầu nói mình nha. Nên thi tiếp cái vừa nãy hay là thi cái mới nhỉ? Cái mới chứ, ai là cái vừa rồi. Vâng, thì cái này nó cũng gần, tức là em cũng nói xong, khi nào em bảo anh bấm thì anh cũng bấm. Dạ. Dạ vâng, vừa rồi là chúng ta đã được học qua bài học đầu tiên về vấn đề luyện cơ mồm, là vấn đề mở khẩu hình đấy ạ. Vâng, và bước tiếp theo của luyện thanh của chúng ta đó chính là học cách lấy hơi ạ. Vâng, học cách lấy hơi để làm gì? Để chúng ta giữ được hơi ở trong bụng là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta điều tiết hơi ra làm sao cho chuẩn này, lúc to lúc nhỏ cho phù hợp. Anh học ca sĩ anh biết đúng không anh? Dĩ nhiên. Vâng, và 60 giây bắt đầu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Là học cách thì hơi lại buồn cười như vậy. Mang chai đu đủ hết đi về thời. Bye bye. Yeah. Thật sự ra thì có thể cười chứ mà không. Nhưng mà phải tinh tế hơn. Em không có đủ cái kỹ thuật biểu diễn để làm cho nó khủng khiếp hơn như thế. Phải có
cái người mà phải duyên lắm cơ, mà phải cái kỹ thuật phải thượng thừa, chứ không phải là như thế này. Như này thì thôi, mình cái quả này vừa chín đấy, vào bổ ăn. Ừ, được này. Cảm ơn bạn.